Trong lúc mà anh Bình trả lời cho anh Linh ấy và các cái bà con đặt câu hỏi ấy, thì em thấy trên mạng ấy, là rất nhiều bà con là có bình luận vào là có vẻ buồn khi mà nghe là có thêm một cái giai đoạn đệm mất 2 tuần từ 16 Khó tháng khăn 9. đó. Rất nhiều người thì kêu là cứ tưởng là đến 16 tháng 9 là được nới lỏng rồi, bây giờ lại nghe là đến 30 tháng 9. Đây em đọc một vài câu để cũng là tâm tư nguyện vọng của bà con để truyền đến lãnh đạo. Ví dụ như có anh Nguyễn Hòa: tôi nghe lãnh đạo nói thành phố cố gắng tôi đã từng nghe lãnh đạo nói thành phố đã nỗ lực cố gắng dập dịch trước 15 tháng 9, nhưng đến nay thành phố lại vẫn không đạt được, lại cần thêm 2 tuần nữa để dập dịch. Nhân dân cũng hiểu những khó khăn của thành phố, nhưng nếu thêm 2 tuần nữa thì người dân càng thêm khó khăn. Làm sao thành phố có thể cứu trợ dân mãi được? Nếu thêm 2 tuần nữa mà dịch vẫn không khống chế được thì chẳng lẽ lại giãn cách tiếp? Rất mong lãnh đạo thành phố xem xét. Đấy, có một bạn nữa, bạn này cũng mới nhắn đây là: thành phố nói sẽ kéo dài giãn cách đến hết 30 tháng 9. Nếu sau 30 tháng 9 ca F0 vẫn cao thì thành phố có tiếp tục giãn cách nữa không? Theo tôi hiểu, khái niệm của thành phố về sống chung với dịch là như thế nào? Là chấp nhận F0 trong cộng đồng hay là cách ly hết F0 ở trong cộng đồng? Xin nhờ anh Bình trả lời. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của hai bạn. Đây cũng là một câu hỏi mà đặt ra những rất là nhiều trăn trở và suy nghĩ của tất cả các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, và tôi biết là cũng kể cả những nhà khoa học, những chuyên gia, những nhà doanh nghiệp. Thì cũng xin báo cáo bà con cô bác là trong nghị quyết 86 của Thủ tướng Chính phủ thì có yêu cầu là đến ngày 15 tháng 9, phấn đấu đến ngày 15 tháng 9 thì thành phố sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Thì có những nỗ lực đó của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự chi viện rất là thân thương thân ái của tất cả các tỉnh phía Bắc, từ trung ương các bộ ngành, là huy động các lực lượng y tế, quân sự, công an, lực lượng tình nguyện để vào cùng với thành phố. Và trải qua những thời gian như vậy, chúng ta đã đạt những cái bước kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên cũng còn nhiều việc sau ngày 15 tháng 9 thì chúng ta phải đánh giá lại các cái tiêu chí về kiểm soát dịch bệnh sau ngày 15 tháng 9 theo cái bộ tiêu chí 3979 của Bộ Y tế. Nó cũng có một số những cái việc mà vị lãnh đạo thành phố, ngành y tế thành phố cũng nhìn nhận là cần phải có cái đánh giá cụ thể sau ngày 15 tháng 9 và có những cái nội dung phải xem xét để phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện đối với Bộ Y tế về cái việc này. Do vậy thì câu hỏi của anh đặt ra là như vậy thì thành phố có tiếp tục giãn cách hay không? Vì chúng tôi không muốn tiếp tục phải quá nặng nề, giãn cách tiếp tục sâu hơn, sâu nặng hơn nữa. Do vậy thì các cái bước đi thận trọng từ ngày 16 tháng 9 tới ngày 30 tháng 9 là cũng tất cả mọi biện pháp, tất cả mọi những sự chuẩn bị đối với ba cái đơn vị hành chính mà đã được kiểm soát, được công bố kiểm soát dịch cũng chỉ ở những khu vực mà vùng xanh để thực hiện các cái nội dung mà chúng ta thí điểm, xem là các bước đi của chúng ta đã an toàn chưa, đã đảm bảo tính mạng của người dân, đã đảm bảo các cái điều kiện về di chuyển và để không có bùng phát các cái ổ dịch đây chưa, thì sau đó chúng ta sẽ có những cái bước đi tiếp theo. Và rõ ràng thì để phòng chống dịch để làm gì? Để đảm bảo cái tính mạng của người dân và đảm bảo tính mạng để phát triển kinh tế. Có phát triển kinh tế được thì mới phát triển mới chống dịch được. Và đây là hai cái nhiệm vụ mục tiêu kép mà Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương luôn luôn là yêu cầu lãnh đạo thành phố phải thực hiện cái này. Các cái quy định, các kế hoạch của thành phố cũng đầy đủ cái nội dung này. Tuy nhiên thì cũng mong bà con cô bác cũng chia sẻ, và chúng tôi cũng là một trong những người dân của thành phố. Chúng tôi rất hiểu những khó khăn đó và những cái mất mát, thậm chí kể cả tính mạng của những người chẳng may mà bị mắc cái chứng bệnh này. Và tất cả những công việc nỗ lực đó, chúng ta đã đạt được những cái kết quả. Đó là gì? Đó là chúng ta đã phân được 3 tầng điều trị, chúng ta đã là nâng cao năng lực điều trị ở tầng 2 và cũng bổ sung là năng lực ở tầng 3, như vậy đảm bảo được cái tính mạng người dân. Và các bước đi như vậy thì chúng tôi có một cái niềm tin là chúng ta sẽ kiểm soát được dịch và tái phát triển lại kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh như nó đã từng được phát triển.
Ở đây có bạn đó có hỏi một cái ý em thấy cũng cũng cần anh Bình trả lời đó, là cái bạn Nghĩa đó, bạn nói là cái khái niệm sống chung với dịch của mình là như thế nào, là sống chung là chấp nhận có F0, có dịch ở có virus trong cộng đồng hay là phải là zero covid. Một lãnh đạo thành phố khi chuẩn bị cái kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9 thì cũng báo cáo bà con cô bác là chúng tôi có 11 cái kế hoạch và chiến lược và rất là đầy đủ. Thì trong đó cái câu chuyện là liên quan đến phòng chống dịch và điều trị cho người chẳng may bị mắc bệnh Covid thì các cái chuyên gia tham khảo ý kiến chuyên gia đánh giá và cái xu hướng ở xung quanh của thế giới trong và ngoài nước thì rõ ràng là cái khái niệm mà zero covid là chắc là chúng ta không thể thực hiện được. Do vậy chúng ta vẫn phải thực hiện mục tiêu kép, và khi chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh sau ngày 15 tháng 9 đánh giá lại thì chúng ta tự tin là chúng ta có thể vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế và giải văn hóa và xã hội. Nhưng như tôi nói hồi nãy ở trên là vấn đề chúng ta phải đổi cái phương thức kể cả cái sinh hoạt của cá nhân chúng ta và kể cả cái phương thức sản xuất. Giống như trong cái kế hoạch là 3-7-1 năm của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có 4 cái phương án tổ chức sản xuất thì nó cũng phải thay đổi. Đó là gì? Đó là online, đó là đảm bảo kết nối cung và cầu. Và một cái điều mà rất là quan trọng là trong cái đợt mà xây dựng cái kế hoạch phòng chống dịch này khi lấy ý kiến của các chuyên gia để thực hiện, đó là gì? Đó là phải có hai cái trụ cột quan trọng của ngành y tế. Một là độ phủ của vaccine, thứ hai là mức độ an toàn của ngành y tế đối với câu chuyện này. Yes.